rồi rồi thôi cho bố em bố nhé cho bố nhé cho bố cho bố cho bố đây cho bố bé về bố em về bằng nhanh nhanh cho bố bé về này bố em về bố em về bố em về là nhanh bé không bố về bố đây bố về xuống dưới đó này nhanh thôi chó mày nhìn cho anh chuyện gì anh xin em rồi. Sao 4 ngày này anh rất là nhớ rồi. Bên em thử cảm giác xa lắm. Một ngày đi xe cho nó chịu được không mời em lại bắt nó sai 4 ngày nay thì em có biết là anh như nào không? Đây một bé. Đây nhá, một bé rồi nhá. Đây rồi, có thể kế về đi ngồi đây. Bé vào trong. Ai ngồi trong ăn? Bố đây kế này nhá. Anh nhớ nó, anh nhớ tôi đâu mà tôi đi về. Đó là ai? Đó là ai? Đó là ai? Đó là anh đi về, có gì cô vẫn không vui cả. Đúng rồi. Mẹ đang quỳ chúng mày hỏi cái gì hả? Hỏi cái gì? Anh nói thật là anh chưa bao giờ anh làm một cái bất cứ điều gì có đối với em. Nói chưa bao giờ nhé. Như thế này. Nào anh. Tại cái gì? Em đi chơi đi để bố mẹ giải quyết nha. Ra. Ta đi một tháng rồi đi về đi. Nhưng mà anh vẫn bao giờ anh làm cũng giờ gì có lỗi với em đâu. Em bao giờ em lại từ khi nào mà em lại tin người ngoài mà em không tin người nhà đấy hả anh Ngọc? Hả? Nhớ bà nội chưa? Con nhớ bà nội chưa? Con nhớ bà nội em muốn chưa? Mình về nhé, về nhanh nhé. Vâng. Ngân. Bà bắt đầu về. Đấy, bà bắt đầu về nhé, về sau rồi về bà. Em về, em tha lỗi cho anh em về, em có chuyện muốn nói với anh đấy. Xong đâu, đi bên lấy đồ này. Còn Diệp tối nay em đang vào một lời luôn. Anh em phải Diệp nói chuyện với nhau. Em không hiểu luôn. Chứ anh đã làm bất cứ điều gì đâu mà em phải như thế nhỉ? Bây giờ anh nào cũng nói à? Nhưng anh, em phải tin thì Diệp một tí này. Vấn đề đấy, nói ít thôi. Anh có làm gì đâu. Đồ nhá. Thế em cứ sắp đồ cho con đi thôi, để anh với nó. Em bé cho em. Em bé để sắp đồ về bà nội nhá, để ông nội. Ừ, yeah. Đứng lên cũng qua mình. Bên nhau rồi. Tôi bố con mình đến nhau nữa rồi. Thế lại á, đau cái gì đây? Yêu một gái, yêu một gái, yêu bố, yêu bố. Yêu. Yêu mà, yêu mà. Yêu, yêu, yêu. 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 À, không yêu gì. Nó chú bom đây, bố mẹ về đây. Tao phải quỳ không?
Hả? Mày biết cái hai cái đầu mối này phải quỳ để xin nó từ cổng về để về nó về không? Hả? Thế là đứng nhỏ rồi đấy. Bố mình định mãi nó về đấy nhá. Tao muốn giết mày mày nhá, thì ở đấy mà nói đấy. Đi ơi mày ngủ ấy. Cấm lợn con tao nhá, mày mà đặt cái gì mà để nó bỏ về rồi cả để tao cả con tao nhá. Để tao và con tao và vợ tao xa cách nhau nhá. Đúng rồi, vả lắm. Đi à. Mặt liền cười. Mày anh em cười hả? Cười không? Mày cười không? Hả? Cười không? Mày cười anh em cười à? Cười. Cười. Cút. Cái mặt cười gì em? Mày em cười gì? Mày cười kiểu mày đau khổ đấy không? Biến đến phòng ngủ của em đi. Phòng em đâu? Đến phòng ngủ. Phòng em đâu? Em bảo mày á. Phòng em đâu? Phòng em đâu? Phòng em đâu? Phòng em đâu? Đi đến phòng ngủ. Tự cho điều khiển nó một. Ở đây nhìn nào. Điên rửa đấy nhá. Con ngủ chứ ngủ à? Chứ ngủ à? Ngủ cái gì ngủ? Tao nói chuyện con, nói chuyện mày. Chứ mày là tao đấy. Về là tao. Tao. Bố yêu bông. 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 Yêu bông xin đi yêu. Xem bản thân mình ấy, không được lại nói đâu mà đánh nó á. Út vào ngủ lớp. Đi vậy. Nên nó xong rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, mà ngủ nhá, mà ngủ nhá. À! Thôi mọi người, nhé. Bà nhé.